Trung Quốc, vỡ đê Trường Giang vì mưa lớn, hơn 9.000 người chạy lũ trong đêm. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV dẫn tin từ giới chức tỉnh Giang Tây cho hay, vào 20 giờ 35 phút tối ngày 8 tháng 7, giờ địa phương, một đoạn đê dài khoảng 50 mét tại địa bàn trấn Phiên Dương, thuộc huyện Phiên Dương, đã xuất hiện tình trạng vỡ đê. Người phụ trách Cục Thủy lợi huyện Phiên Dương cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước ở lưu vực Sương Giang, chỉ hệ thống sông ngòi khu vực Phiên Dương đã dâng lên nhanh chóng, gây ra tình trạng vỡ đê, tác động đến diện tích đất canh tác khoảng 1.000 ha nằm ở vùng trũng. Tân Hoa xã cho hay, đến 1 giờ sáng ngày 9 tháng 7, mực nước sông Dương Tử tại khu vực này vẫn tiếp tục dâng lên, tràn vào đất trồng của làng Giao Cạo ở phụ cận. Theo quan chức trên, sau khi xảy ra vỡ đê, chính quyền bản địa đã vào cuộc, đẩy nhanh việc di dời người dân đến khu vực an toàn, đồng thời tổ chức lực lượng công tác để thảo luận giải pháp hộ đê. Có khoảng hơn 600 nhân viên gồm cảnh sát vũ trang, cứu hỏa, quan chức địa phương, các đơn vị cứu hộ, tham gia ứng phó tình trạng khẩn cấp. Tính đến 2 giờ 40 phút ngày 9 tháng 7, hơn 9.000 cư dân bị nước lũ đe dọa do vỡ đê đã được sơ tán một cách an toàn, chưa ghi nhận có thương vong. Nhiều thị trấn và thành phố tại tỉnh Giang Tây như Nam Xương, Cửu Giang đã hứng chịu mưa lớn trong nhiều ngày qua, gây ra tình trạng lũ lụt nặng nề. Tại huyện Bà Dương, lượng mưa được xác định lên đến 5.472 mm, khiến nhà chức trách phải nâng cảnh báo ứng phó khẩn cấp từ mức 3 lên mức 2 trong tháng cảnh báo gồm 4 mức độ. Mưa lớn hoành hành tại miền Nam Trung Quốc từ đầu tháng 5 vừa qua đã phá kỷ lục 80 năm qua của này, ảnh hưởng đến đời sống hàng triệu người và gây thiệt hại lớn về kinh tế. Tính đến 8/7, mưa lũ ở các vùng dọc theo sông Dương Tử đã khiến hơn 130 người bị cho là thiệt mạng hoặc mất tích.